Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 8. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài 9.1 và bài 9.2 đúng không nào? Thầy đã giúp cho các em tính ra được cái số đo của góc IHK này là bằng bao nhiêu độ? Bằng 90 độ này. Đó nè. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài 9.3 các em nhé, cái bài cuối cùng. Ok. Thầy hướng dẫn các em luôn. Cho cái hình thằng cân ABCD ha. Thầy sẽ vẽ hình thằng cân này, cứ đọc từ đâu vẽ từ đấy luôn các em nha. Thằng cân thì biết rồi, cân thì có hai cạnh bên của nó bằng nhau. Cái tay thầy bữa nay sao nó hơi rung em, thầy cũng đâu phải là cái ông thầy nghiện rượu hay gì đâu mà sao cái tay tự nhiên bữa nay nó rung 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 á, cảm giác vậy á em, thấy nó hơi rung rung hả? Đâu đây, A B C D, đường cao A H, đường cao H này, đường cao là cái đường vuông góc hạ từ đỉnh xuống cạnh đối diện, nhìn ở đây gọi E F theo thứ tự là trung điểm của các cạnh bên A D với lại B C. E là của A D đây. Hai cạnh bên nghĩa là A D với lại BC bản thân nó đã bằng nhau rồi nha, theo tính chất của cái hình thằng cân F hai này. Chứng tỏ là bốn cái đoạn này tương ứng nó sẽ bằng nhau này, chắc chắn là như vậy, chứng minh rằng EFCH là hình bình hành, EFCH là hình bình hành đây. Thì chúng ta dựa vào dấu hiệu để chúng ta chứng minh thôi. EFCH thấy chưa nào? Thấy chưa? Các em cần phải chứng minh là cái tứ giác EFCH là hình bình hành nha. Thì chúng ta sử dụng các cái dấu hiệu hình bình hành để các em chứng minh. Như vậy thì theo các em ta dựa vào dấu hiệu gì nè? Nếu để từ một tứ giác mà chứng minh nó là hình bình hành á, thì thông thường chúng ta sẽ chứng minh một á, là chúng ta chứng minh cặp cạnh đối của nó vừa song song và vừa bằng nhau. Hai là các em chứng minh giùm thầy hai cặp cạnh đối của nó song song với nhau. Nghĩa là ở đây chúng ta có thể chứng minh là EF song song với lại HC với lại EH song song với lại FC, hoặc là các em có thể chứng minh là EF song song với lại HC và đồng thời bằng HC thì nó cũng sẽ là hình bình hành. Thì chúng ta sẽ dựa vào một trong cái dấu hiệu đó để các em chứng minh. Thì đối với bài đây thì các em cần phải chứng minh cái gì nè. Ok, chúng ta sẽ chứng minh giùm thầy nó sẽ dựa vào cặp cạnh, hai cặp cạnh đối của nó sẽ song song với nhau. Nghĩa là thầy sẽ chứng minh EF sẽ song song anh HC và đồng thời EH sẽ song song với FC. Nếu em làm được điều đó thì chúng ta suy ra cái tứ giác EFCH sẽ là hình bình hành. Các em hiểu chưa nào? Thì các em nhìn giùm thầy ở đây, thầy sẽ chứng minh cho em xem này. Nhìn đây này. Thì bây giờ thầy sẽ chứng minh cái cặp cạnh này nó song song trước này. Đó chính là cặp cạnh EF sẽ song song với HC các em nhé. Các em nhìn đây này. Thầy sẽ dựa vào đường trung bình. Dựa đường trung bình của hình thang nha. Tại vì chúng ta có E là trung điểm của cạnh bên AD, F là trung điểm của cạnh bên BC. Chứng tỏ EF đó chính là đường trung bình của cái hình thang ABCD. Chứng tỏ EF này nó sẽ song song với cạnh đấy, đó chính là DC. Mà EF đã song song với DC thì suy ra EF này nó sẽ song song với HC. Như vậy chúng ta đã chứng minh được cặp cạnh là EF đã song song với HC xong. Ta dựa vào đường trung bình là cái thứ nhất. Có được không nào? Bây giờ thầy sẽ chứng minh EH sẽ song song với FC bằng cách nào đây? Chúng ta nhìn giùm thầy tiếp này. Em nhìn nha. Như vậy này. Nếu như các em chứng minh được thầy cái góc này, đó chính là cái góc H ở đây. Gọi là góc ở đây là góc H1 nha, mà nó bằng với góc C ở đây. Các em thấy hai này ở vị trí gì? Đồng vị này. Nếu em chứng minh được góc này mà bằng góc này thì từ đó chúng ta suy ra EH sẽ bằng thầy lỗi song song với lại FC. Đúng không? Thì để chứng minh được hai góc này bằng nhau thì chúng ta nhìn giùm thầy ở trên đây này. Chúng ta có này, dựa vào trong cái tam giác AHD vuông tại H này. Thì chúng ta làm tương tự giống như cái bài 9.2. Phải không? Ta có HE là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền AD. Chứng tỏ HE này
HE này nó sẽ bằng là gì? 1 phần 2 AD. Và đồng thời ED này cũng sẽ bằng 1 phần 2 AD. Chứng tỏ cái tam giác EDH nó sẽ là tam giác cân. Nó sẽ là tam giác cân tại E. Chứng tỏ góc D này này. Góc D này sẽ bằng với góc H. Chứ gì nữa? Các em hiểu không? Hiểu nào? Tại vì ED là bằng EH. Suy ra cái tam giác EDH này sẽ là tam giác cân tại E. Mà đó đã là tam giác cân thì hai góc ở đấy nó sẽ bằng nhau, nghĩa là góc D này sẽ bằng với góc H1 ở đây. Mà cái hình ABCD là hình thang cân, chứng tỏ hai góc ở đấy này nó cũng sẽ bằng nhau. Góc D sẽ bằng góc H1 mà góc D bằng góc C thì chứng tỏ góc C sẽ bằng góc H1. Từ đó suy ra chưa? Hiểu chưa? Rất là hay và dễ hiểu ha. Được không? Ta trình bày vô, ta có nè. E là trung điểm của AD giả thiết, F là trung điểm của BC giả thiết, phải không? Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra EF là đường trung bình của cái hình thang cân, hình thang ABCD. Khi nó đã là đường trung bình rồi thì từ đây chúng ta sẽ suy ra cái anh EF sẽ song song với cạnh đáy của nó, đó chính là CD. Hay cách khác là EF nó sẽ gì song song với lại HC. Các em ký hiệu thầy đây là một. Được chưa? Tiếp tục bây giờ thầy chứng minh cái anh kia song song nha. Trong cái tam giác AHD vuông tại H, chúng ta có HE là đường trung tuyến, là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền AD. Nên từ đây chúng ta suy ra đã là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền thì nó sẽ bằng 1 phần 2 cạnh huyền. Mà cái này là theo tính chất của tam giác vuông này, tính chất tam giác vuông. Nhớ không thầy như vậy nha, chỉ có trong tam giác vuông mới áp dụng được như vậy thôi. Mà ở đây chúng ta có EA thì bằng với ED và cũng sẽ bằng 1 phần 2 AD. Ở đây là vì E là trung điểm của AD. Nên từ đây chúng ta thấy này, HE thì bằng 1/2 AD, EA bằng ED sẽ bằng 1/2 AD, nên từ đây chúng ta sẽ suy ra được cái gì? Suy ra HE sẽ bằng với ED và cũng sẽ bằng 1/2 AD. Cái được không nào? Khi hai cạnh B nó bằng nhau nên ta suy ra cái tam giác EDH cân tại đâu? Cân tại E. Khi nó đã cân tại E thì suy ra hai góc ở đấy nó sẽ bằng nhau, nghĩa là góc D sẽ bằng với góc H1. Ở đây em ghi thầy là tính chất tam giác cân. Được không nào? Mà chúng ta có góc D thì lại bằng với góc C. Vì ABCD là hình thang cân. Hình thang cân hai góc ở đấy cũng sẽ bằng nhau. Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra cái anh góc H1 này sẽ bằng góc C. Mà hai góc này ở vị trí gì? Đồng vị này. Đồng vị, các em chỉ việc ghi ở đây là đồng vị nha. Ok, đồng vị, nên từ đây chúng ta sẽ suy ra cái anh EH sẽ song song với lại CF. Ta ký hiệu tại đây là 2. Từ 1 và 2 chúng ta sẽ suy ra cái tứ giác EFCH là hình bình hành. Ok, ở đây theo dấu hiệu nhận biết đều phải chứng minh nó có hai cặp cạnh đối nó song song thì nó sẽ như nào với nhau em, nó sẽ là từ tứ giác nó sẽ về hình bình hành. Rất là dễ hiểu, các em ký hiệu thầy đây là góc H1 ở vị trí này nha. Hai góc này bằng nhau,
và góc D này sẽ bằng góc C, chứng tỏ góc C sẽ bằng góc H1, và hai góc này ở vị trí đồng vị. Chúng ta đồng vị thì chúng ta được học ở vị trí, các cái vị trí góc được học ở chương trình lớp 7 rồi. Các em hiểu nào, chương trình lớp 7 được học rồi. Đó, nên là hai cái cạnh này nó sẽ song song với nhau. Được chưa? Và chúng ta sẽ kết luận được thôi. Chúng ta phải dùng từ ngữ ta có suy ra rồi hay rồi vân vân mà vậy rồi gì đó để chúng ta liên kết cái bài, chúng ta trình bày một cách logic em nhé. Mặc dù chúng ta hiểu nhưng mà quan trọng khi chúng ta trình bày ra là nó phải đầy đủ tất cả các ý em nha. Nó phải dựa vào đâu thì ta phải mở ngoặc ra để chúng ta giải thích nha. Đó, ví dụ dựa vào đây là tính chất tam giác vuông này, nó là trung điểm này, tính chất tam giác cân này, hiểu chưa nào? Chứ không phải lù lù cái viết ra cái này giáo viên sẽ trừ điểm các em hết đấy. Được chưa? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nhé. Trong clip tiếp theo thì sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài số 10. Được không nào? Ok. Chúc em học tốt nhé. Bye bye.